Xin chào quý vị và các bạn, sau đây là chương trình review những tình tiết mới nhất của chúng tôi về bộ phim Lối nhỏ vào đời. Hé lộ ra thế phủ của Hoài khiến ông Hoàng cũng sám mặt. Cứ nghĩ Hoài cũng giống như bao người con gái ở quán bar tầm thường, đi làm vì muốn kiếm tiền một cách dễ dàng. Những người kinh doanh bằng vốn tự có lâu nay luôn bị xã hội lên án và coi khinh, chứ không ai sinh ra ở vạch đích còn phải đi làm cái nghề mặt hạng như vậy. Tất cả định kiến đó được xóa bỏ khi ông Hoàng biết được hoàn cảnh gia đình của Hoài. Đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Bên công ty của Hoàng đang có dự án làm ăn lớn với một công ty xây dựng tầm cỡ. Không thể để tuột mất cơ hội béo bở này, Hoàng huy động mọi nguồn nhân lực dốc hết sức lực vào dự án lớn lần này. Để có cơ hội được hợp tác với công ty lớn, đích thân ông Hoàng đã phải tới gặp ông chủ ở bên đó để đàm phán. Tại đây, Hoàng chạm mặt Hoài, chỉ nghĩ cô này chắc lại đến đây để tiếp rượu, cho đến khi Hoài cất tiếng gọi, bố, con đây. Người đàn ông lớn tuổi đứng đối diện với Hoài, trông có vẻ thành đạt, cầm tiền đưa cho cô, sau đó hai bố con họ, mỗi người một việc rời đi. Hoàng ngồi trong phòng hồi hộp chờ đối tác tới, cánh cửa mở ra, bước chân vào chính là bố của Hoài. Được giới thiệu là ông chủ mà Hoàng đang muốn hẹn gặp. Quá ngỡ ngàng, không biết đó là bố ruột thật hay là kiểu bố con nương tựa nhau. Sau khi kết thúc cuộc đàm phán, Hoàng có vui vẻ hỏi một câu ngoài lề. Cô gái lúc nãy là con gái của ông thật à? Người đàn ông kia trả lời, đúng vậy, cậu biết nó à? Hoàng đáp, à không, tại tôi nghĩ ông lại có con lớn như vậy rồi. Tôi thấy vợ ông đang còn trẻ mà. Người đàn ông kia không ngại giải bày. Nó là con của tôi với người vợ lớn, chúng tôi ly hôn xong mới cưới vợ bây giờ. Việc mới gặp lần đầu mà đã hỏi chuyện cá nhân là điều tối kỵ trong giao tiếp làm ăn. Hoàng dừng câu chuyện lại ở đây với dấu hỏi lớn, tại sao một cô gái có điều kiện như Hoài lại chọn công việc rẻ mạt như vậy? Hoàng có chút bất ngờ khi biết sự thật này. Nói về Hoài, cô sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ cô vì muốn cho con một tương lai tốt đã dành hết tâm huyết vào khởi nghiệp để rồi có chỗ đứng vững chắc như hiện tại. Một công ty có tiếng trong giới kinh doanh, lúc nghèo khó thì ở bên nhau, để khi có tiền lại quay lưng phản bội. Bố của Hoài bắt đầu công khai qua lại với những cô bồ trẻ. Mẹ Hoài không chịu được cảm giác bị cắm sừng, cũng chọn cách ông ăn chả, bà ăn nem. Hai người không quan tâm tới cảm nhận của Hoài, chỉ biết lao đầu vào những thói hư tật xấu của mình, mà quên mất rằng giữa họ còn có một đứa con gái. Cũng chính vì lý do này, Hoài mới dọn ra ở riêng để tự lập, làm cái nghề mặt hạng nhất để trả thù bố mẹ, trả thù cuộc đời nghiệt ngã. Dũng có cơ hội trả ơn cho Hoài khi thấy cô bị hư xe phải dắt bộ bên đường. Cậu lại gần hỏi han, chị bị hỏng xe à? Gần đây làm gì có quán sửa? Hoài trêu đùa Dũng đáp lại, không có quán nên tôi mới phải dắt như vậy đây. Dũng quay sang hỏi bác Thành xe ôm, gần đây có quán nào sửa xe không ạ? Bác Thành nhìn Hoài có vẻ không giống con nhà tử tế liền mỉa mai, cháu quen cô gái này đấy à? Và sao cháu lại quen đứa con gái như vậy nhỉ? Hoài vốn thẳng tính liền đáp, như vậy là như nào hả bác? Ý bác, cháu là đứa không ra gì à? Dũng liền đứng ra phân bua. Bác Thành, cháu đã hỏi bác cơ mà. Chị này cháu quen sơ sơ thôi, cũng không thân thiết cho lắm. Bác Thành thấy vậy liền nói, quen sơ sơ thì kệ, quan tâm là gì cho mệt. Đêm đây bác trở về, để bác còn đi quốc khác. Dũng không thể bỏ mặc ân nhân đã giúp mình giữa đêm như vậy, liền để bác Thành về một mình đi chở khách, còn cậu ở lại cùng Hoài đi tìm quán sửa xe. Kể từ lần đó, hai người bắt đầu thân nhau hơn. Dũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đặt tình cảm cho một ai quá nhiều. Cậu lớn lên trong sự đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ, sống cùng một ông bố suốt ngày chỉ biết chú tâm tới công việc như Hoàng, Dũng dần trở nên lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Dũng mất niềm tin vào tình yêu cũng như không hy vọng cuộc đời mình sẽ gặp được một người yêu thương mình thật lòng và chung thủy với cậu. Nhưng rồi suy nghĩ ấy đã bị phá bỏ hoàn toàn từ khi Dũng gặp Hoài, chị đại quán game, và hai người đã chính thức yêu nhau. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Hoài như vị cứu tinh của Dũng trong phòng game. Cô đã không ít lần giúp Dũng tránh được những chiêu trò ma quái của đám bạn. Lần này Hoài quyết định tìm tới Dũng để tính công nợ, và cô cũng không đồng ý để nhận lời cảm ơn suông. Điều cô cần là một thử khác. Hoài gợi ý vừa cầm tay Dũng khiến cậu vô cùng bối rối và sợ hãi. Dũng ngại ngùng đứng dậy định bỏ đi. Thay thế, Hoài càng thích thú hơn. Sao đáng yêu thế nhỉ? Chẳng nhẽ cậu chỉ là đứa trẻ to xác à? Chuyện phim xoay quanh Dũng, một cậu học sinh cấp 3 và người bạn thân ngoài 60 tuổi. Ông Thành xe ôm đưa đón cậu đi học hàng ngày. Họ là hai người xa lạ, hai thế hệ khác nhau, từ mối quan hệ khách hàng và ông xe ôm dần trở thành hai người đồng cảm, thấu hiểu và luôn bên cạnh nhau. Lối nhỏ vào đời khai thác câu chuyện khủng hoảng tuổi 18 dưới góc độ rất hiện đại và chân thật. Khoảng cách giữa Dũng và bố ngày càng lớn khi bố công khai tình cảm với Thảo, người được miêu tả là không đơn giản. Cậu còn bị bố hiểu lầm có quan hệ với Hoài, cô gái có đời tư phức tạp. Trong lúc đang chơi game cá độ với bạn, Dũng xảy ra xích mích khi cậu bạn thua cuộc không chịu trả tiền cho Dũng mà đòi xử đẹp. Ngay lúc này Hoài xuất hiện và giải vây cho Dũng. Vẫn tức phụ thua ở quán game nên khi thấy Dũng, hai cậu bạn hôm trước định chơi thăm cậu. Sau khi gọi đồ ăn, cả hai đổ đầy tương ớt vào bánh mì, định lấy cớ làm lành để lừa Dũng. Đúng lúc này Hoài đứng dậy, cô đòi ăn chiếc bánh khi cậu nhóc đang cầm trên tay. Thấy chị đẹp, cả hai run cầm cập để nghĩ ý mua bánh mới cho cô. Tuy nhiên Hoài không đồng ý. Bánh mì của em à? Em đói à? Thế ăn đi, Hoài nói. Nghe vậy, cậu bạn kia không khỏi sợ hãi, đành ngậm đắng nuốt cay, bỏ đồ ăn vào miệng. Chưa kịp nhai đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, Dũng trở về nhà với tâm trạng chán nản. Căn nhà tối om trống vắng. Dù hôm nay là sinh nhật của Dũng, bố của cậu vẫn vắng nhà. Anh chỉ để lại cho con trai một phong bì tiền với dòng chữ gì bên ngoài: con thích gì tự mua nhé, chúc mừng sinh nhật con trai. Cầm phong bì trên tay, Dũng vào phòng với tâm trạng rất buồn. Rất may là bên cạnh Dũng vẫn còn bạn bè biết sinh nhật của Dũng, các bạn đã bí mật tổ chức tiệc cho cậu. Dũng vô cùng bất ngờ, cuối cùng cậu nhóc cũng lấy được niềm vui và nụ cười trong ngày sinh nhật của mình. Dũng từng có một gia đình hạnh phúc, rồi bố mẹ ly hôn vì mẹ ngoại tình.
Bố Dũng cấm tuyệt đối không cho con trai gặp mẹ. Từ đó Dũng sống với bố nhưng lại là một đứa trẻ cô đơn. Bố Dũng suốt ngày bận rộn với công việc nên không ở cạnh con mà chỉ chăm lo về vật chất cho Dũng, còn tinh thần thì không. Trong ngày sinh nhật Dũng, Hoàng chỉ để lại cho con trai một phong bì tiền chúc mừng khiến Dũng hụt hẫng. Cũng may Dũng có hai đứa bạn thân thiết là Lâm và Khanh, họ tổ chức sinh nhật bất ngờ khiến Dũng vô cùng cảm động. Với họ, Dũng ca là chàng trai thiện lành. Liệu rằng Hoàng có thay đổi cách nhìn của mình với Hoài khi biết được ra thế khủng của cô? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.